các loài động vật hoang dã nguy cấp là những loài có số lượng cá thể còn rất ít trong tự nhiên và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Một số loài nguy cấp như hổ, voi, gấu, tê tê và khoảng 80 loài khác hiện được liệt kê trong danh mục loài được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhiều người cho rằng gây nuôi thương mại thành công các loài động vật nguy cấp như hổ vừa là một giải pháp kinh tế đem lại lợi nhuận cho người nuôi, vừa giúp giảm thiểu sức ép đối với các quần thể loài trong tự nhiên vì nạn săn bắt sẽ giảm mạnh khi nguồn cung chủ yếu đến từ các cơ sở gây nuôi. Đây là một quan niệm phi thực tế. Hiện nay, các sản phẩm như cao hổ hay sừng tê giác vẫn là hàng cấm. Nếu cho phép buôn bán sản phẩm từ các loài này thì sẽ khiến người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Vì vậy, nhu cầu sử dụng các sản phẩm này rất có thể sẽ tăng lên đáng kể và gây thêm nhiều áp lực lên sự tồn tại của chúng trong tự nhiên. Nếu hợp pháp hóa gây nuôi thương mại các loài nguy cấp thì chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác thực thi pháp luật vì khó có thể phân biệt được một cá thể hổ hợp pháp và bất hợp pháp. Hợp pháp hóa hoạt động này chắc chắn sẽ khiến cho công tác hợp thi pháp luật trước đây đã khó khăn thì giờ sẽ càng trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp. Và như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn hổ, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia có hổ phân bố. Cá thể hổ đang còn sống thì có thể là người ta cứ nói rằng là dựa vào cái tính hung dữ của nó. Nhưng mà đấy là dựa vào cái quảng cảm quan của mình thôi, còn để mà khẳng định đó là hàng giả hay là tự lai gây nuôi thì cũng không có, là không thể được. Còn mà khi là nó đã giết mổ rồi, nó đã đông lại cá thể hổ đó rồi thì đặc biệt là không bao giờ phân biệt được. Thì để mà phân biệt được là loài động vật là từ tự nhiên hay là động vật gây nuôi thì thực sự ra là cái này là nó dựa vào chính là vào cảm quan của anh em thôi. Chứ để kết luận được thẳng vấn đề thì nó không có cái cơ sở. Và chúng tôi bắt buộc phải mời Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật của Việt Nam vào với dám kết luận. Như thế này, ngay kể cả bản thân chúng tôi, nếu mà cho các nhà chuyên môn nhìn là con nào nó hoang dã hay là con nào nuôi cũng không thể xác định được đối với điều kiện hiện tại. Để một cơ sở gây nuôi hoạt động theo mô hình khép kín mà không cần nguồn giống hỗ trợ từ tự nhiên, các chủ cơ sở cần phải có con giống với nguồn gen đa dạng và thuần chủng nhằm tránh sự thoái hóa gen trong quá trình gây nuôi sinh sản. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động gây nuôi thương mại ở Việt Nam cho tới thời điểm hiện nay đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều loài động vật hoang dã vì chúng tiếp tục bị săn bắt và nhập lậu vào các trang trại. Trường hợp nuôi cá sấu nước ngọt ở Việt Nam là một ví dụ. Gây nuôi thương mại cá sấu tuy có thể đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhưng cũng là nguyên nhân chính khiến cá sấu nước ngọt đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng tại Đông Dương. Nhiều loài khác ở Việt Nam hiện nay cũng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do tình trạng săn bắt và bán cho các cơ sở gây nuôi thương mại. Cái việc gây nuôi ở đấy thì nó phải có cái nguồn gốc rất là rõ ràng, chứ không có người ta có thể lợi dụng vào cái kẽ hở trong quản lý. Có thể người ta khai thác từ tự nhiên thì công tác bảo tồn đấy sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Những người ủng hộ gây nuôi thương mại các loài động vật hoang dã nguy cấp còn cho rằng hoạt động này góp phần quan trọng trong nỗ lực bảo tồn loài vì các cơ sở này giúp cung cấp nguồn giống để tái thả vào tự nhiên. Thế nhưng trên thực tế, các cá thể động vật có nguồn gốc từ các cơ sở gây nuôi thương mại thường có nguồn gen bị pha tạp hoặc cận huyết, giống như trường hợp hổ và cá sấu nuôi tại Việt Nam hiện nay. Có thể những cái con cá sấu sống chuồng ấy, mà nó không phải là cái loài thuần chủng thì nó sẽ gây ra cái sự hiện tượng lai tạp nguồn gen. Ví dụ như là những cái loài những cái cá thể cá sấu mà nó lai tạp với lại cái một cái loài khác chẳng hạn, hoặc nó đã bị lai tạp rồi được nhập khẩu giống ở Việt Nam để nuôi, thì nó khi mà nó sống ra ngoài thì có thể là nó lai tạo lại với những cái quần thể ngoài tự nhiên thì cũng có thể gây suy thoái nguồn gen hoặc gây lai tạp nguồn gen, thì đấy cũng là một trong những nguy cơ ảnh hưởng. Hiện nay là nuôi tự nhiên hoặc nuôi bán tự nhiên thì nó mang tính chất bảo tồn cái loài này. Thế còn những cái cơ sở mà nuôi thương mại thì cái giá trị bảo tồn của nó không cao.
đối với những cái loại từ tự nhiên mà bây giờ ta nuôi nhốt ấy, thì cái bản năng tự nhiên của nó cũng đã bị suy giảm, hoặc là có những cái loại có thể mất hẳn những cái bản năng tự nhiên. Cho nên khi mà đem tái thả lại vào tự nhiên ấy, thì nó rất khó khăn trong cái việc sinh tồn cũng như là quen với cuộc sống ngoài tự nhiên. Ở Việt Nam, hầu hết cá sấu trong các trang trại đều không có giá trị bảo tồn. Khi các nhà khoa học tiến hành tái thả cá sấu tại vườn quốc gia Cát Tiên, chỉ có 2 trang trại cá sấu có nguồn gen thuần chủng mới được tái thả lại tự nhiên. Theo một báo cáo của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam năm 2012, tình trạng giao phối cận huyết và lai tạp đã diễn ra tràn lan tại các cơ sở nuôi hổ trên cả nước, dẫn đến các cá thể hổ được sinh ra tại các cơ sở này không có giá trị bảo tồn. Những cá thể hổ này sẽ không bao giờ có thể được thả lại tự nhiên bởi nguồn gen không thuần chủng và đã mất đi bản năng sinh tồn trong tự nhiên. Có nhiều lựa chọn để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhưng Việt Nam chỉ có một cơ hội để cứu lấy đa dạng sinh học của đất nước. Một bước đi sai lầm có thể khiến một loài biến mất mãi mãi như tê giác Java của Việt Nam. Hãy góp tiếng nói nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam khỏi mọi hoạt động khai thác thương mại bằng cách cấm tuyệt đối hoạt động buôn bán, gây nuôi vì mục đích thương mại đối với tất cả các loài động vật hoang dã nguy cấp, trừ cá sấu và một số loài khác nếu có những nghiên cứu chứng minh hoạt động gây nuôi, buôn bán, thương mại sẽ không gây tổn hại đến sự tồn tại của loài này trong tự nhiên.